Xác định tầm quan trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới, thời gian qua, Quận ủy Liên Chiểu đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp phù hợp, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phát triển đảng viên mới tại địa phương. Đây là buổi tọa đàm với chủ đề Đoàn viên ưu tú phấn đấu vào Đảng, được Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng tổ chức lần thứ hai trong năm 2023 này. Tại đây, trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, các đoàn viên ưu tú đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ suy nghĩ, nhận thức của bản thân về Đảng, cũng như hướng phấn đấu để trở thành đảng viên ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường. Cái khối sinh viên thì cái nguồn là rất là đông. Về đoàn viên ưu tú thì hiện nay phải nói là có khoảng hơn 50 em. Đảng bộ là chỉ đạo cho đoàn thanh niên giáo dục cái ý thức chính trị, và thứ hai nữa là tổ chức các hoạt động phong trào rồi các cái câu lạc bộ để trên cơ sở đó phát hiện được những cái nhân tố tích cực. Với hơn 1.000 sinh viên, thời gian qua công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới trong sinh viên được Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng chú trọng. Qua đó, nhiều đoàn viên ưu tú đã được tạo điều kiện phấn đấu và đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ đầu năm đến nay, đã có 6 sinh viên được kết nạp Đảng và 2 trường hợp khác đang đề nghị xem xét kết nạp. Thì em được thấm nhuần tư tưởng đạo đức cách mạng từ chính gia đình, từ những các anh chị cũng như thầy cô trong nhà trường đã tạo động lực cho em trở thành một đảng viên mới. Khi trở thành được đảng viên mới thì em sẽ luôn cố gắng học tập nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng là một đảng viên sinh viên. Không chỉ tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch, từ đầu năm đến nay, các chi đảng bộ trực thuộc Quận ủy Liên Chiểu cũng luôn chú trọng thực hiện công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới với nhiều giải pháp bám sát thực tế đơn vị địa phương. Đặc biệt, rà soát nguồn phát triển đảng viên theo từng nhóm đối tượng và đưa ra giải pháp cụ thể. Riêng trong năm 2023, Quận ủy Liên Chiểu đã kết nạp 123 đảng viên mới và là điểm sáng trong công tác phát triển đảng khối quận huyện. Tất cả các cái cơ quan, các đoàn thể, các tổ chức đều phải tham gia vào công tác xây dựng đảng. Sẽ phân tích các cái nguồn phát triển đảng từ các cái quần chúng của mình ở trong địa phương là như thế nào. Đặc biệt đó là ở dưới khu vực dân cư ấy, thì chúng tôi đang tập trung vào là phân tích cái nguồn của thanh niên, của phụ nữ, của một số các cái đoàn thể khác. Rồi tổ trưởng, tổ phó, tổ dân phố, trưởng phó ban công tác mặt trận. Mặc dù có những chuyển biến tích cực, song với số đảng viên mới kết nạp chỉ mới đạt 2,32% so với tổng số đảng viên từ đầu năm. Rõ ràng, để đạt được mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt từ 3-4% tổng số đảng viên, theo tinh thần nghị quyết số 21 của Trung ương. Đảng bộ quận Liên Chiểu cần phải nỗ lực hơn nữa trong công tác tạo nguồn phát triển đảng những tháng còn lại của năm 2023 và những năm tới.